đề. Chào anh, tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. Ông Ông này này nhìn nhìn thấy thấy dữ dữ quá. quá. Thông tin không đủ, lần sau quay lại đi. Thật làm người ta bực mình. Hey, Bibi, em sao vậy? Tôi ở ngân hàng gặp phải một nhân viên, thái độ của nhân viên thật là quá tệ. Hắn là cấp dưới của tôi. Thật à, thái độ phục vụ tệ như vậy, anh nhất định phải thay tôi huấn luyện hắn. Ồ, ế. Ê, mời cô uống trà. Xin đợi một chút, tôi sẽ mau chóng giải quyết giùm cô. Sao hắn lại thay đổi thành người thân thân thiện thiện như như vậy? vậy? Kỳ lạ thật, thái độ của nhân viên đó sao lại thay đổi nhiều như vậy? Sau khi nghe lời góp ý của cô, tôi đã nói với anh ta rằng cô rất là ngưỡng mộ thái độ phục vụ của anh ta. À, thì ra là vậy. Tao nhã với đối phương để tạo nên thành tích cho mình, tôn trọng lẫn nhau để xoa dịu sự thù địch, ca ngợi lẫn nhau để thúc đẩy sự hài hòa. Đồng hồ cát. Không sao, không sao. Từ từ mà nói. Là ai bắt nạt con vậy? Hay là trong người ở đâu đó cảm thấy không được khỏe? Ây ôi. Thầy ơi, mỗi ngày con đều lo lắng về việc làm không xong bài tập, lo lắng thành tích thi bị kém, còn lo lắng về tương lai nữa. À thì ra là vậy hả? Lại đây, con xem này. Con nghe thầy nói nè, con người bảo cuộc đời như là một chiếc đồng hồ cát vậy. Tuy rằng ở phía trên thì đầy là cát, nhưng mà cát thì chỉ có thể từng hạt rơi xuyên qua khe rãnh. Cho nên không cần thiết phải nhớ về những hạt cát chưa rớt xuống, không cần phải quan tâm đến những hạt cát đã rơi xuống. Do vậy tuy rằng có một loại điều cần tháo gỡ, nhưng mà có thể từng chuyện mà giải quyết. Con cảm ơn thầy. Không cần quan tâm đến quá khứ, tương lai và tất cả những chuyện tốt xấu, tốt nhất là chỉ quan tâm đến hiện tại của mình. Cây đinh. Thật quá đáng. Tao đập mày. Ở cậu trai trẻ, sao lại bực mình dữ vậy? Ở cậu nên học cách điềm tĩnh một chút hả? Chỉ cần khi cậu tức giận thì đến hàng rào này, đóng vài cái đinh vào đó. Lại đây, thử xem nào, cơn tức giận của cậu sẽ nguôi thôi. Bắt nạt tao hả? Bắt nạt tao hả? Xem tao này. Này cậu bé à, tiếp theo khi cậu có thể khống chế được tâm trạng của mình thì hãy nhổ một cái đinh ra. Cậu làm khá lắm. Tuy rằng những cái đinh đã được nhổ ra rồi, nhưng những cái lỗ này giống như là sau khi tức giận sẽ tạo ra một sự hối tiếc và phiền não, thì sẽ để lại những vết sẹo đó. Chỉ cần bớt đi một chút tình huống vô ý thì lại bớt tạo thêm vài điều phiền não. Chờ chút ra tay. Ông à, mình dọn dẹp mấy cái cỏ tập này đi nhé. Ây da, đừng gấp, đợi đến mùa xuân rồi mình mới tính tiếp đi. Trời ạ, thì ra những cây cỏ tập này lại đến mùa hoa nở. Wow, hoa màu tím nữa.
Wow, đẹp quá. Wow, lá cũng đỏ rực như vậy. Bà xã, bây giờ ta có thể thấu hiểu rõ ràng cái gì là cỏ tạp rồi, phải không? May mắn là nghe lời ông, không thì suýt tí nữa, chúng ta lại hủy hoại mất cảnh đẹp như vậy. Phạm, làm gì trước tiên nên đừng hấp tấp, tìm đúng người, dùng đúng cách, dùng đúng thời cơ, thì ắt có thể tự nhiên giải quyết vấn đề được ổn thỏa. Thoải mái sẽ bước được xa hơn. Có một phú ông mang theo một vali đầy tiền, xuất phát đi tìm niềm vui. Xin lỗi, làm phiền một chút, xin hỏi làm thế nào mới có thể vui vẻ giống như hai người đây vậy chứ? Người gì đâu mà kỳ cục quá, chúng ta đi thôi. Xin hỏi một chút, làm sao có thể vui vẻ đây? Vui vẻ hả? Lại đây, nhìn vào ngón tay tôi nè. Tôi đùa với ông thôi. Xin dừng đợi một chút. Xin hỏi ông có thể dạy cho tôi cách vui vẻ được không? Tôi không còn biết vui vẻ mà còn phải dạy nữa hả? Khẩn cầu ông mà, nói cho tôi biết rõ đi. Tôi có thể đem hết số tiền trên người, chia một nửa cho ông, làm ơn. Thôi được rồi, để tôi nói cho ông biết. Đem những đồ vật quý giá trong vali buông bỏ xuống là được rồi. Ồ, vậy à, xách nó theo cả ngày trong lòng cứ nôn nao làm sao có thể sống được vui vẻ. Thì ra vui vẻ là chuyện đơn giản như vậy à. Niềm vui không bắt nguồn từ danh lợi nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, mà bắt nguồn từ lòng biết thỏa mãn và ít ham muốn của nội tâm. Tăng trưởng trí tuệ. Sư phụ, con bị bỏ rồi. Con ngốc thật, không thể không hận cô ấy. Sư phụ, con rất hận cô ấy. Đừng rời xa em nè. Nhất định là vì con ngốc quá nên mới bị bỏ như vậy. Sư phụ, con không có ngốc mà đã tăng thêm trí tuệ. Sư phụ, nghe nói con đã tặng hoa cho cô ấy hả? Tại vì lúc trước cô ấy đối xử rất tốt với con, cho nên tuy là chia tay rồi cũng nên cảm ơn cô ấy. Mang hoa tặng người, người ngửi được trước hương hoa là bản thân mình. Lấy bụng đất ném người, người làm cho tay mình bận trước cũng là chân mình. Khi bạn nhận định được trí tuệ của mình vẫn chưa đủ, trí tuệ vốn dĩ đã âm thầm trong vô minh mà sinh trưởng. Cơ hội. Ông thủ tướng nổi tiếng lúc trước của nước Anh trong một lần diễn thuyết: nhất thiết phải giành lấy thắng lợi, bởi vì không có thắng lợi thì sẽ không được sinh tồn. Chúng ta phải biết được rằng không có thắng lợi thì sẽ không có đế quốc Đại Anh. Cho nên thắng lợi là tất cả, vì vậy phải thắng lợi. Không có thắng lợi thì sẽ không có những thứ này. Mang lá thư này đưa cho ông. Có người gửi lá thư này cho ông. Cái gì? Người nào mà đáng ghét quá vậy? Với những lý do trên, tôi cảm thấy tôi có thể yêu cầu sự ủng hộ của mọi phía. Cho nên có một điều tôi phải ghi nhớ là thưa ông, cái này cho ông. Lúc nãy tôi mới nhận được một lá thư, nhưng mà thật đáng tiếc, người gửi thư chỉ ghi tên mà quên ghi nội dung. Đừng kêu người khác mang giày của mình, và cũng đừng đem vấn đề của kẻ khác trở thành vấn đề của mình.
khẩn cầu. Wow, trời hôm nay đẹp quá. Tôi đi dọc nước tí nhé. Ở đây cũng đẹp quá đi. Ai vậy? Là mọi người đang cầu nguyện, vậy chúng ta cũng cầu nguyện đi. Được thôi, được thôi. Tội nghiệp. Cậu ta ước nguyện điều gì đây? Tôi không cầu đôi chân khỏe mạnh. Nhưng nếu không có đôi chân thì chỉ cần sống những ngày tháng vui vẻ là được rồi. Tôi cũng mãn nguyện rồi. Người trưởng thành thì không bận tâm đến quá khứ đã qua. Người thông minh sẽ không nghi ngờ hiện tại. Người cởi mở thì không lo lắng về tương lai chưa đến. Cục đá. Chào các học sinh. Hôm nay thầy sẽ cho mọi người một bài tập. Từ ngày hôm nay bắt đầu nhặt đá viên. Mỗi người chuẩn bị một cái túi. Ai làm bạn bực mình thì nhặt một viên đá bỏ vào túi. Càng tức giận thì nhặt viên lớn bỏ vào. Tiết học tuần sau, mời mọi người mang cái túi đựng đá viên đến đây. Thật là xui quá đi. Thật là tức quá đi. Các bạn học sinh, tuần vừa qua thế nào rồi? Thầy ơi, đá nặng quá, mệt quá đi. Vậy tại sao không buông xuống, tức giận cũng như vác cục đá lên lưng vậy? Thời gian dài, ai cũng chịu không nổi. Học tập khoan dung sai phạm của người khác, đừng có xem như là vật báu rồi khư khư mang trong lòng. Trong lòng không có đá nữa thì mới có thể hưởng thụ khung cảnh đẹp đẽ xung quanh. Nếu buông xả được mọi thứ, chính là bao dung được mọi thứ mới xem là có tất cả. Muối. Nặng muốn chết luôn, lưng của con đau quá đi mất. Cái điều này sao lại nặng như thế này? Thầy à, tại sao mỗi ngày chúng ta đều phải làm những công việc giống nhau? Những ngày như này đến khi nào mới kết thúc đây? Con hãy đem ly muối đổ vào một chén nước, sau đó đổ ngược lại. Dạ. Dạ thưa thầy, nước đến rồi ạ. Con uống thử một ngụm xem. Dạ. Mặn chết đi được. Đừng có la nữa, kêu con uống thử một ngụm thôi mà. Đâu phải kêu con uống hết nguyên một chén hả? Con mang lượng muối như vậy đổ vào hồ đi, rồi lại múc lên uống thử xem. Không còn mặn nữa đúng không? Đau khổ trong đời người cũng giống như là lượng muối này vậy. Nhưng mà kích thước của khối lượng hòa tan có thể quyết định mức độ của khổ đau. Chỉ cần con có thể mở rộng khối lượng hòa tan của mình thì con sẽ thấy không còn đau khổ nữa. Hoàn cảnh xung quanh chúng ta trước giờ chưa từng tốt đẹp qua mà cũng chưa từng tệ hại qua, chủ yếu là xem chúng ta nhìn nhận như thế nào. Gia tài lớn nhất. Bà xã, ê, tôi về rồi. Ông làm sao vậy? Hết rồi, tất cả đều sạch rồi. Công ty công bố phá sản rồi. Toàn bộ tài sản của công ty đều bị đóng băng tịch thu hết rồi. Toàn bộ đều mất hết rồi. Tôi không sống nổi nữa. Ê. Ông ơi, tôi nói ông đó. Tôi và con đâu có bị đóng băng tịch thu đâu, đúng không? Không có, bà và con vốn chỉ không liên quan đến chuyện phá sản này. Vậy thì hơi thở và nhịp tim của ông có bị đóng băng không? Cũng không có. Vậy thì não và sức lực của ông có bị đóng băng không?
cho nên ông đâu có thiếu cái gì đâu nè. Những cái đã mất đi rồi, ông cũng có thể kiếm lại mà. Bà nói đúng lắm. Chỉ cần tôi không từ bỏ bản thân mình và những thứ bên cạnh mình thì sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất. Hơi thở chính là gia tài, còn sống chính là hy vọng. Ai là quý nhân? Ở không còn một phòng trống nào. Mời ông đi chỗ khác, chỗ này hết phòng trống rồi. À, dạ xin lỗi thưa ông. Nếu ông không ngại, phòng của tôi tuy không sang trọng, nhưng cũng xem là sạch sẽ. Tôi có thể nhường cho ông bà tạm nghỉ ngơi qua đêm. Đây là phòng của tôi phải trực khuya, nên ông bà cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. À, thật cảm ơn cậu, tốt quá, đúng là gặp quý nhân rồi. Tốt quá, đúng là gặp được quý nhân rồi. À, cho mình à? À, là một vé máy bay. À, cuối cùng cậu đến rồi, đây là vì cậu mà xây khách sạn này. Tôi hy vọng người hiền lành như cậu giúp tôi quản lý khách sạn này. Tốt quá, ông là vị khách năm đó à? Đây là khách sạn Waldorf nổi tiếng nhất New York. Năm đó, người nhân viên Peter Chort là người đã đưa khách sạn Waldorf nổi tiếng thế giới. Bởi vì cậu ấy có một trái tim, luôn quan tâm chăm sóc khách hàng. Cần phải xem trọng việc nuôi dưỡng nhân thiện, đừng chỉ trông chờ vào những kết quả tốt đẹp. Hào phóng. Mau đến đây xem nào, trái cây chúng tôi bán đều là tươi xanh tự nhiên đấy. Nè cậu trai trẻ, ăn thêm một tí đậu tương đi hả, sẽ làm cho cậu trở nên mạnh khỏe hơn đó. Ở các vị khách quan, để các vị chờ đợi lâu rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức công bố giải thưởng nông sản xuất sắc năm nay. Người trúng giải là Thị Tám Thùng. Hey, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Trồng ra cây giống tốt nhất là một điều đáng tự hào cho tôi. Đây chính là hạt giống bắp tốt nhất của tôi, tặng cho mọi người, xin nhận dùng. Cảm ơn nhiều. Này người anh em, cậu cũng lấy một bao đi. Tôi hả? Cho tôi hỏi một chút, cái này thật hay là giả vậy? Đây nhận định không phải là hạt giống tốt nhất rồi. Nếu không tại sao hắn cứ lại tặng cho mọi người? Không, không, cậu hiểu lầm rồi. Đây là ông ta đã cho chúng ta những hạt giống đã phát triển. Wow. Bởi vì ông ấy hào phóng làm cho tất cả bắp ở đây đều trông ngon tuyệt. Và bởi vì ông ấy đều giúp đỡ mọi người, chia sẻ cho mọi người loại giống tốt. Vì vậy không có sản phẩm phấn hoa lây lan thư cấp. Vị tha là tâm thanh tịnh, không mưu cầu trừng phạt hay được khen thưởng. Hiểu lầm. Xin lỗi. Thật là kỳ cục. Sao cậu lại ngồi lên xe của mình? Không lẽ là người xấu? Là hắn. Anh à, anh đang ngồi lên xe của tôi. Thưa cô khóa nhầm xe tôi kìa. Xin lỗi tôi nhầm. Không sao, có thể nhìn tôi giống người xấu không hả? Bạn thích đối phương ở điểm nào? Tôi thích tính hồ đồ của cô ấy. Tôi thích tính thành thật của anh ấy. Làm cho người khác hiểu lầm mình thì chính mình là không tốt. Ai
thiên sứ. Chân bị thương cũng nên vận động một chút. Như vậy ổn hơn rồi. Ăn một chút táo đi. Cảm ơn. Ê, làm sao đây? Các em học viên thực tập đều rất xuất sắc, nhưng mà chỉ cần chọn được một, nhức đầu quá. Làm ơn, xin đợi tí, tôi là chồng của cô ấy, xin cho tôi được lên xe. Làm ơn. Xin lỗi, hết chỗ rồi. Vậy ông ngồi chỗ của tôi đi. Mau, lên xe đi. Cảm ơn. Viện trưởng ông tìm tôi à? Nhìn thấy con hôm trước, nhường chỗ cho người nhà bệnh nhân. Tại sao con lại từ bỏ cơ hội để thể hiện mình vậy chứ? Bởi vì con nghĩ có người thân của bệnh nhân bên cạnh sẽ giúp ích hơn cho bệnh nhân. Viện trưởng à, phải con đã làm điều gì sai không? Con nhận được rồi. Con có biết tại sao thiên sứ có thể bay được không hả? Bởi vì thiên sứ xem mình như rất là nhẹ đó. Sinh mạng là ý nghĩa. Giữa không ngừng học tập và cống hiến thì người đó sẽ đạt được thành tích và bản thân mình cũng trưởng thành. Vé máy bay. Tôi thường được mời đến nhiều nơi trên thế giới để thuyết giảng. Tiêu rồi. Cả chuyến bay để tiêu rồi. Ây da, hôm nay cũng có hội nghị đã sắp xếp xong rồi. Alo, tôi đang trên đường. Được rồi, như vậy trước đi. Tôi phải đi kịp chuyến bay. Thành thật xin lỗi ông, cứ đăng ký đại đóng. Cái gì? Ây da. Chi tiết tình trạng vẫn chưa được làm rõ. Theo thông tin sơ bộ là do nguyên nhân hư hỏng động cơ cánh dẫn đến máy bay bị rớt. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay. Nhân viên cứu nạn nhanh chóng đến kịp hiện trường. Tại hiện trường, toàn cảnh đổ nát hỗn độn. Cảnh sát địa phương đã phái người đến hỗ trợ cứu nạn. Hy vọng càng nhanh tìm kiếm càng tốt. Chuyến bay đó không có một người sống sót. Nhưng tôi vì không kịp chuyến bay, cho nên bây giờ mới có thể đứng đây giảng thuyết cho mọi người. Sau đó mỗi khi gặp phải bất ngã, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại tĩnh lặng lại. Nhận định thông suốt hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường, thì có thể hoàn thành an bình tự tại trong thế giới của nội tâm. Khoan dung. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Vị khách này, đợi một chút. Cậu đó. Xin lỗi, điện thoại tôi bị rớt đâu rồi. Có thể tìm giúp tôi được không ạ? Được thôi, không thành vấn đề. Tìm được rồi. Điện thoại của ông đây. Cậu trai trẻ à, thật cảm ơn cậu nhiều lắm. Tại sao ông không lại báo cảnh sát vậy? Bởi vì khoan dung thì có thể kết thiện duyên đó mà. Làm người, kết duyên không kết oán, tất có thể sống hòa hợp, cuộc sống được vui vẻ. Đôi cánh thiên thần. Ê cậu à, có thấy chị không hả? Có chứ. Cậu xem học sinh mới. Cái lưng của cậu ấy kỳ cục quá. Phải đó, thật là xấu quá đi. Chào các em, mời các em mau thay đi đồng phục. Chúng ta sẽ học tiết thể dục nào. Mọi người đều thay đồ xong hết rồi chứ? Dạ xong rồi, nhưng bạn Long vẫn chưa thay đồ. Thật khó gần. Chậm quá đi, thay mau lên đi. Đúng rồi. Nếu không thì làm sao học tiết thể dục đây? Mau lên.
Thầy nghe nói mỗi bạn trẻ đều là thiên thần biến hóa thành. Khi thiên thần đến với nhân gian, một số đôi cánh nhanh chóng được giấu đi, một số lại không kịp giấu đi. Thì ra trong này là nơi cất giữ đôi cánh thiên thần. Long à, có thể cho chúng tôi sờ tí được không? Cho sờ tí xem. Ê thật đó, thật là có dấu một đôi cánh thiên thần. Tích thêm chút khẩu thiện, bớt đi chút thị phi, chính là đại công đức của việc dưỡng cầu phúc đức. Trọng điểm. Cậu biết không, là vô thường thường hay đến, thì ta chạy cũng không thoát. Vô thường, đó là gì? Cũng chính là không có một việc gì mà có thể tồn tại lâu dài. Hãy nhìn xem thời tiết, lúc nãy vừa mới trong xanh, mà bây giờ mây đen kéo đến mịt mù. Mỗi một câu chuyện trong đời sống của ta cũng vậy. Ta làm sao biết khi nào hoạn nạn sẽ đến gõ cửa tìm mình? Nếu như vậy thì chúng ta đừng để vô thường theo kịp là được. Tốc độ mỗi ngày phải lẹ lên một chút, đọc sách cũng phải nhanh lên một chút. Y hoa mặt quá đi, ăn cơm cũng phải nhanh lên một chút. Ông chủ cho thêm tô nữa đi. Lái xe cũng phải nhanh thêm một chút. Nhanh lên, cũng phải nhanh hơn nữa. Mệt chết luôn à. Con theo không kịp vô thường nữa rồi. Như vậy là vô thường theo không kịp con sao? Như vậy chẳng khác nào làm cho sinh mệnh mau kết thúc mà thôi. Vậy con phải làm sao? Chỉ cần có biết sống hiện tại, sinh mệnh sẽ làm cho ta thấy tràn đầy hy vọng. Xem mỗi ngày như là mỗi ngày cuối cùng của mình, hoàn thành mọi thứ. Nếu như mỗi ngày đều chuẩn bị tinh thần để đối diện với cái chết, vậy thì còn điều gì để sợ nữa chứ? Đối với sinh mệnh, cần phải tràn đầy vô vàn hy vọng. Đối với cái chết, cần phải chuẩn bị vãng sanh bất cứ lúc nào. Nghỉ ngơi. Thưa ngài Ngân, ngài không khỏe à? Bác sĩ, tôi cảm thấy thời gian mỗi ngày đều không đủ dùng. Alo. Vậy thì cậu nhờ cô Vị Thương giải quyết đi. Bác sĩ, tôi thậm chí là không thể yên ổn mà ăn cơm được. Alo, không sao. Không thành vấn đề, vậy thì nói cho rõ ràng với khách hàng là được rồi. Xin lỗi, công việc của tôi quá bận rộn. Ngài Nhẫn à, tôi biết vấn đề của ông nằm ở đâu rồi. Đây là toa thuốc, không mang điện thoại theo mình thì trị liệu sẽ tốt hơn đó. Nằm trên bãi biển 30 phút. Dù gì cũng đã đến thì nằm nghỉ ngơi thôi. Đến khi về thì cố gắng giải quyết cho hoàn tất mấy dự án phát triển đó mới được. Còn nữa... Trời ơi, mình đã nằm đây bao lâu rồi? Hả? 28 cuộc gọi nhớ à? Wow. Cảnh hoàng hôn thật là đẹp. Thì ra là như vậy. Cảnh đẹp trước mắt làm cho áp lực của mình cũng đều tan biến. Cách tốt nhất để giảm thiểu áp lực chính là giảm bớt lòng được mất, tăng thêm một chút lòng tán thưởng. Biết ơn báo ơn. Năm 1914, trong một ngày mùa đông giá lạnh, có một đám người đi lưu vong. Hey, chúng ta đã đi liên tục 3 ngày rồi, nếu không ăn một tí gì thì sẽ không bước nổi nữa. Đi không nổi nữa rồi. Đừng từ bỏ hy vọng. Nhìn xem, đằng trước là một thôn làng, đi đến đó là được cứu rồi. Hey, trời lại như thế này, không biết còn bao nhiêu người phải chịu cảnh đói rét này nữa. Ai đó? Hả? Hey, ông ơi, chúng tôi vừa đói vừa rét, xin hỏi có thể cho chúng tôi tá túc được không? Mau vào đi, ta vừa mới chuẩn bị bữa ăn tối đó. Ngon quá đi. Mau ăn thêm chút đồ đi hả? Sau này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ông. Sau này tôi cũng vậy. Sao cậu không ăn vậy hả? Tôi không thể ăn bữa cơm này như vậy được. Đừng khách sáo mà, đợi các cậu ăn xong rồi tính tiếp vậy. Xin hỏi tôi có thể làm điều gì cho ông đây? Nếu mà cậu đã quyên quyết như vậy thì cậu lại đây xoa bóp lưng cho ta hả? Cậu bé biết hành động báo ơn này, sau này trở thành ông vua giàu nhất nước Mỹ. Đừng chỉ cảm ơn bằng miệng, mà cần phải hành động để trả ơn. Nghĩ
sĩ Dương Cầm. Một nghệ sĩ Dương Cầm biểu diễn ở tận hầm tàu điện ngầm. Trong vòng 40 phút, có vài người đến thưởng thức. Cũng không ai phát hiện ra anh ta là nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới. Đây là tờ báo Washington đăng tại tận hầm tàu điện ngầm để tiến hành một kinh nghiệm thực tế. Con người thật ra đang tất bật việc gì chứ? Con người có phải cần trân trọng việc đẹp đẽ đang ở bên cạnh mình không chứ? Nếu như có thể trân trọng hiện tại, mỗi một nhân duyên, mỗi một hiện tại như là một điều duy nhất. Buông tay. Tiểu Bảo, cẩn thận nhé con. Tiểu Bảo, con sao vậy? Chơi kiểu gì mà ra nông nỗi này? Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ giúp con lấy ra. Đau quá. Làm sao đây? Cái bình hoa này đắt tiền lắm. Nhưng mà vì con. Tiểu Bảo, ráng chịu đựng tí nhé. Tay có bị thương không con? Bất kể là chuyện gì, nếu đặt mình vào đó thì sẽ có vấn đề và sẽ có phiền não. Loại bỏ chủ quan tự ngã được mất thì sẽ đạt được giải thoát. Ba viên kẹo. Sao cậu lại lấy đá ném tôi? Thì cậu ăn hiếp con cún tôi mà. Muốn làm anh hùng à? Cẩn thận tao đó. Được thôi, nhào vô. Này các con, hai đứa đang làm gì vậy? Chạy thôi. Này cậu à, 4 giờ chiều nay đến văn phòng của tôi à? Dạ thưa hiệu trưởng. Xin lỗi, ta đến trễ một tí. Ngồi xuống đi. Thầy có 3 viên kẹo. Viên kẹo thứ nhất á, thưởng cho con về việc đến đúng giờ ha. Viên kẹo thứ hai thưởng cho con vì hành động dũng cảm của mình. Nhưng mà đánh người thì thật là không tốt. Con xin lỗi thầy, con sai rồi. Con sai rồi, con không nên động thủ. Viên kẹo thứ ba là thưởng cho con vì con đã biết dũng cảm nhận lỗi. Đối xử công bằng với cấp dưới. Lấy sự quan tâm để thay thế cho việc đổ lỗi. Lấy sự khích lệ để thay cho việc hỗ trợ. Lấy cách ngưng lượng để thay cho mệnh lệnh. Bí mật của niềm vui. Lau chùi xe cho sạch đi, còn không thì bí trừ lương đó. Dạ. Dạ thưa ông. Tốt, tiền thưởng cho cậu đây. Cảm ơn. Chỉ có 1 đồng thôi à? Một đồng thôi à? Chuyện là như vậy đó thưa thầy. Con phải làm như thế nào mới tốt hơn đây? Sao mà con cứ cảm thấy không được vui như thế này? Cũng thử làm qua nhiều cách rồi mà cũng không tài nào giải quyết được. Thầy à? Từ cửa sổ mà nhìn ra ngoài con thấy được gì chưa? Có rất nhiều người qua lại. Con cầm cái này đi.
Vậy bây giờ con thấy được những gì ha? Con thấy bản thân của mình. Vậy bây giờ cửa sổ và tấm gương đều làm ra từ gì ha? Trên tấm gương được trang một lớp thủy ngân, nhưng mà trên cửa sổ thì không có. Nhìn xuyên qua tấm kính ta có thể nhìn thấy được người khác, nhưng mà tấm kính chỉ làm cho chúng ta thấy bản thân của mình. Ích kỷ mà hưởng thụ tài lộc mà không biết chia sẻ cho người khác thì làm sao mà có được niềm vui chứ? Nếu tâm nhỏ hẹp và tham lam, tuy rằng cuộc sống sung túc nhưng mà sẽ vẫn không an vui hạnh phúc. Làm chủ bản thân mình. Nghệ sĩ đàn violon nổi tiếng Ori Bristow đã từng trong buổi biểu diễn của mình. Chuyện gì đây? Ở dây đàn đứt rồi. Thật là đáng tiếc, nghe không được hết bài rồi. Nhưng ông vẫn hoàn thành bài nhạc rất tuyệt vời. Cao thủ thật sự là người không bị ảnh hưởng bởi việc dây đàn bị đứt. Tâm không ảnh hưởng bởi hoàn cảnh là cách phụ trợ thiền định. Tâm không rời bỏ hoàn cảnh là tác dụng của trí tuệ. Đá và cát. Nhà văn Ả Rập tên Ali cùng hai người bạn là Masha và Gilbert đi du lịch qua sa mạc. Ali, sau khi chuyến du lịch kết thúc bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ viết sách. Còn bạn? Tôi dự định tiếp tục đi du lịch thế giới. Mai xe còn cậu. Hả? Cậu đi đâu mất tiêu rồi? Cứu tôi với, mau cứu tôi với. Masha. Masha. Mau cứu tôi với. Masha, nắm chặt tay tôi vào nào. Sợ chết đi được. Trải qua sự việc lần này, họ lại tiếp tục chuyến hành trình. Cho nên lúc đó bạn nên nghe lời tôi thì phải. Bây giờ nói những thứ này có ích gì? Được rồi, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Tức chết đi được. Khi đến cuối cuộc hành trình, Masha, tại sao các bạn giải quyết hai sự việc đều khác nhau vậy? Chữ khắc lên đá là để hy vọng rằng tôi luôn mãi mãi cảm kích trong lòng. Còn chữ khắc trên cát là hy vọng rằng khi cơn gió đến sẽ cuốn nó đi. Từ bi là tình thương bao gồm lý trí. Trí tuệ là cốt lõi của lý trí. Leo núi. Wow. Cậu xem chim hỏa mê kìa. Đâu? Chuyến đi hôm nay thật là ý nghĩa. Mệt quá, còn bao lâu nữa vậy? Leo núi có gì tốt vậy? Đến rồi, sắp đến rồi. Tôi không muốn đi nữa rồi. Tôi ở đây đợi cậu vậy. Cậu phải kiên trì một chút, chúng ta đã đi đến đây rồi. Này, cậu xem, còn một đoạn nữa là đến rồi. Nếu biết trước tôi ở nhà ngủ còn sướng hơn, đúng là tự tạo rắc rối. Chỉ cần bước một bước lên ngọn núi này, bạn sẽ không cảm thấy xa xôi nữa. Wow, đẹp quá đi. Nếu như mà không có leo đến nơi, sẽ không nhìn được thấy tất cả rồi. Kinh nghiệm của thực tế chính là thành quả của việc sửa đổi. Thank you.
được rồi, chờ đợi lâu lắm rồi nè. Từ sớm tôi đã muốn làm vậy rồi. Câu là đồ ngốc. Câu là đồ ngốc. Câu là đồ ngốc. Câu là giỏi nhất. Câu là. Có ai lại tự khen mình giỏi nhất chứ? Hành vi trong cuộc đời của con người cuối cùng cũng sẽ trở lại ẩn hiện lên trên con người. Tôi thường đối xử chân thành với mọi người, những người khác sẽ đối xử chân thành với tôi. Cái ác tự nhiên sẽ không có cách nào xâm nhập vào nội tâm của tôi được. Vì vậy âm thanh trở lại giống như phản ảnh cuộc đời của con người phải không? Thì chính là ý này. Bibi tiếp cực nhất. Bibi tiếp cực nhất. À phải, như vậy là đúng rồi. Người tu tập cần phải thẳng thắn, chân thành, không tồn tại các ý niệm ác. Như vậy mới gọi là nhất tâm đạo tràng. Mỹ Thương, bạn sao vậy? Con cũng dài dài của mình chết mất tiêu rồi. Sinh lão, bệnh tử, quá trình mà sinh mệnh nhất thiết phải trải qua. Đừng đau buồn nữa. Chẳng lẽ bạn không đau lòng sao? Có chứ, nhưng mà mình hiểu bất kể sinh mệnh nào cũng phải dần dần già đi. Cho nên chúng ta phải tôn trọng thời khắc đang còn trẻ đó. Bởi vì chúng ta đều phải chết đi. Cho nên khi còn sống cần phải trân trọng tất cả sự vật xung quanh mình. Còn nữa, bị bệnh thì đều rất đau khổ. Cho nên thường ngày phải nên yêu quý sức khỏe của mình. Dài dài, tới em nhé. Bạn ở đâu nào? Bạn ở đây nè, dài dài. Nhưng mà tôi vẫn rất nhớ và yêu quý nó. Vậy nếu đem tình thương này mở rộng ra thì sao? Ngày hôm nay các cậu đều tên là Dai Dai. Hiện tượng sinh tử là định luật của thế gian. Nếu có thể hiểu biết thông suốt được hiện tượng này thì chính là người có trí tuệ. Namo Amida Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A